Xin chào anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh của nhạc cụ Xoan Thăng. Rất vui khi lại quay trở lại với những series review về nhạc cụ cho anh em. Rất lâu rồi mình không có giới thiệu những bộ trống da cho anh em, thì hôm nay bên mình có về một bộ trống da, một thương hiệu cũng khá là mới, tên là Gamol. Cái dòng trống này thì với thiết kế nó rất là đẹp luôn nha mọi người, và mình sẽ mô tả chi tiết cho anh em trong video này nha. Điều đầu tiên là bên mình hiện tại đang về cái dòng trống Gamos, và mình có sẵn hai màu chính là màu xanh ngọc này với cái màu đen nha mọi người. Đó, xanh ngọc như trước mặt anh em đây. Mọi thứ dòng này được nó thiết kế rất là đẹp luôn nha, từ cái niềng này đốc cho chúng ta luôn. Đó, rất là chắc chắn, không có giống như cái cùm kia. Cùm này thì nó làm rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Đó, thì cấu hình của bộ trống này là sẽ gồm tông 1 là tông 10, tông 2 là tông 12, 10, 12 và 16 nha, flow 16 nha, rồi snare 14, kick 22 nha mọi người. Đó, độc sẵn lỗ từ nhà sản xuất luôn nha. Rồi lá của nó thì ở đây chúng ta có lá 2H thì lá 14, Craft thì lá 16, còn Rye thì lá 20 nha mọi người. Đó, về mình đánh giá dòng sản phẩm này thì nó làm thiết kế cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Anh em có thể nhìn thấy những cái dàn chân ở này, nó đều có những cái dòng chữ nó khắc lên đây, và những cái thường nó những cái loại mà nó đúc như thế này rất là chắc luôn nha mọi người. Đó, những cái thanh như này rất là chắc này. Đó, anh em so sánh nhìn dàn chân này, này này, dưới này này, nhìn thấy cực kỳ là chắc chắn luôn nha. Rồi bàn đạp của nó, vì cái bàn đạp rồi mình quay sơ cho anh em bàn đạp của nó nha. Đây, bàn đạp của nó đây. Đó, tại vì mình chưa có mua mút về mình để đỡ mấy cái vải ở trong cái kích này, cái búa nữa này. Bàn đạp snare, với cái dòng này thì cấu hình như này so với những hãng khác thì nó rất là mắc, nhưng mà cái dòng này bên mình bán tầm mười mấy, hơn mười mấy triệu thôi cho cái cấu hình này. Đầy đủ chúng ta từ chân trống rồi lá trống luôn nha mọi người. Anh em nào mình không có lấy lá trống thì mình sẽ bớt cho anh em 3 triệu luôn nha. Đó, lá trống anh em không lấy sẽ bớt cho anh em 3 triệu luôn. Đó, thì đầy đủ lá trống, chân trống. Rồi, cấu hình này thì anh em về bào sâu thì dư sức. Đó, mình sẽ đi sâu, mình chơi phòng trà thì cực kỳ ok. Tập tành thì khỏi nói rồi. Với một cái dòng trống tầm giá của nó thì mười mấy triệu, thì chúng ta có một bộ như thế này là rất là VIP nha mọi người. Phụ kiện kèm theo nó là có ghế, rồi với lại cặp dùi kèm theo như thế nha. Đó, niềng đúc, rồi cái chân này rất là chắc chắn này, thiết kế cái này rất là chắc chắn. Đó, cái tấm này là mica nha mọi người, dán mica ngoài nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào mình muốn trải nghiệm thực tế thì mình tới sớm nhà cụ Xoan Thăng nha. Địa chỉ 106 đường Đông Hương Thuận 5, phường Tân Hương Thuận, quận 12 để mình trải nghiệm bộ trống này. Và mình sẽ hỗ trợ ship, free ship cho anh em tại thành phố Hồ Chí Minh, lắp ráp tại nhà cho anh em luôn. Còn anh em nào ở xa thì mình sẽ gửi hàng về tận nơi anh em mới thanh toán. Anh em chỉ cần cọc mình một ít thôi. Về độ uy tín của cửa hàng dịch vụ Xoan Thăng thì anh em có thể biết mình bán hàng, anh em theo dõi nhiều video của mình thì anh em biết mình bán hàng như thế nào. Nhà là nguyên tắc của mình là cọc mình mới gửi hàng được nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng anh em sẽ cho nhà cụ Xoan Thăng một like, một đăng ký kênh để bữa sau mình nhận thật nhiều video mới về các sản phẩm tại cửa hàng nhà cụ Xoan Thăng. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.